Hạ Ái Thanh, chúng ta sắp chiếm được thành Thiên Thu rồi. Lần này công lao của ngươi lại là lớn nhất đấy. Bệ hạ quá khen rồi, chủ yếu là nhờ ngài tin tưởng thần, giao toàn quyền chỉ huy đại quân cho thần, nếu không sẽ không thuận lợi như vậy. Chẳng thích cách ngươi nịnh hót lắm. Các bạn ơi hãy like đi. Hàn Nhân dẫn đại quân về thành Thiên Ngu. Tướng quốc Thiên Ngu trên thành biết họ không đánh lại được Hàn Nhân, không thể giữ được thành này, quốc phá gia vong chỉ trong hôm nay. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, rồi nói với thiếu niên đang sợ hãi bên cạnh: Đại vương, phụ thân ngươi Thiên Ngu vương đã chết trên chiến trường, nước không thể một ngày không vua, nên ta phong người làm thần vương Thiên Ngu. Ta hiểu ý của ngài, tướng phụ bây giờ muốn cô vương lên đầu thành chỉ huy, làm gương cho quân dân phòng thủ. Không, giờ quân dân đã ly tâm lý đức, không thể giữ được nữa. Thiên Ngu cổ quốc diệt vong chỉ trong ngày hôm nay. Đại vương muốn làm tù nhân dưới thiên sao? Ta không muốn, không muốn. Vậy hãy theo thần quyết tử, đi theo các tiên vương Thiên Ngu. Được. Những người còn lại ai tự nguyện xả thân vì nghĩa, cho ta ra thành, nhanh chiến địch quận. La Bà ném xuống một câu nói rồi đi xuống chân thành. Một lát sau, cổng thành mở rộng, một tiểu đội gồm hơn 100 kỵ binh, 200-300 bộ binh xông ra khỏi cổng thành, thẳng tiến tấn công Hàn Nhân cách đó một dặm, đứng trên thành quan sát, như một con kiến đi hút vào con voi đang nằm. Và kết quả trận chiến cũng không có gì bất ngờ, Hàn Nhân đại thắng. Điều duy nhất đáng chú ý là những người này từ đầu đến cuối không một ai đầu hàng, ngay cả thiếu niên vương đó cũng chết trong tiếng khóc không cam lòng. Họ tự biết đã đến đường cùng, nhưng không cam lòng khuất phục, thà xả thân vì nghĩa, chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Những người trung nghĩa này cần phải chôn cất trọng thể. Vâng. Ngoài ra, sau khi phá thành, bắt gia quyến của những người này, trừ trẻ em dưới 7 tuổi, tất cả đều bị đầy khổ sai suốt đời. Muốn tha không tha? Vâng. Hạ Ái Thanh, chấm làm vậy có cản trở đại kế dụng binh trị nước của ngươi không? Sẽ không, đúng là như vậy. Xả thân vì nghĩa là đáng kính, nhưng điều đáng quý nhất là những binh sĩ và công khanh quyết tâm quyết tử này không kéo theo người già phụ nữ trẻ em cùng chết, cho họ một số tôn trọng là điều nên làm. Một lát sau, trong cổng thành Thiên Ngu đông đảo người già phụ nữ trẻ em và các công khanh thị tộc, khóc lóc quỳ xuống xin hàng danh chính. Quan chiêu phủ do Hàn Nhân phái đến thuyết phục tất cả bọn họ. Thành Thiên Ngu không đánh mà hàng, thuận lợi được danh chính tiếp quản. Không ngờ trận này lại thuận lợi như vậy. Hà Thanh công không thể không có. Bệ hạ quá khen rồi. Ngươi hãy lấy lương thực mà triều đình Thiên Ngu cướp được, lấy một phần phát cho dân chúng ăn, đảm bảo họ sống sót. Ngoài ra còn dạy dân chúng cách trồng trọt, khí hậu Nam Nhạc trồng lúa nước, có thể thu hoạch 3 vụ một năm. Hãy khai thác nơi này cho tốt, chắc chắn sẽ trở thành một trong những vựa lúa lớn của đại tần ta. Vâng, bệ hạ, khi nơi này ổn định, chúng ta có thể đối phó với quân đội lục quốc rồi. Không biết ngài có. Bệ hạ, thái tử điện hạ gửi thư đến. Đưa lên đây. Tốt, rất tốt, con ta đến đúng lúc. Hạ Ái Thanh cũng đến xem cùng. Phụ hoàng, con đã hoàn thành việc chiếm đóng các thành thị phía sau. Lương gia tử được phái về quê chiếm thành, binh nhẹ cũng đã thu về. Các thành thị đã chiếm được đều thay bằng bộ tộc binh đóng giữ. Lúc này, con đang dẫn 8.000 tinh binh lương gia tử gấp rút đến để chỉ viện Ninh Hà hạ tướng. Thái tử hành sự có phương pháp, nhanh mà không loạn, thần bội phục. Người khác không biết, Ái Thanh lẽ nào không biết? Đừng khen nó nữa. Có Phùng Kiệt, Lý Tư, Triệu Cao và những người khác giúp nó xử lý mọi việc. Lại có Trương Hàm, Triệu Đà và các tướng lĩnh mới nổi, phối hợp điều binh khiển tướng. Nếu vẫn không có phương pháp, lộn xộn lung tung, chẳng không đánh chết nó mới lạ. Thái tử điềm đạm luyện tập, bệ hạ sao phải cố ý hạ thấp? Nhóm hiền thần đó có dũng tướng phụ tá tất nhiên là tốt, nhưng ngài đã từng dặn dò, chỉ khi thái tử mắc sai lầm, họ mới được giúp sửa chữa. Nếu không, họ chỉ là đám ăn bám, chỉ ăn mà không làm. Thái tử lần đầu độc lập chỉ huy, làm được đến mức này, phần lớn là công lao của bản thân, thực sự rất xuất sắc rồi. Chậm không phải hạ thấp nó. Nếu để Ái Thanh thống lĩnh hậu quân, không nói chuyện này, đã dẫn binh đến hội quân rồi. Để thần làm, có lẽ sẽ làm tốt hơn. Nhưng bệ hạ đừng quên, thần cũng từng bước dò dẫm, từng bước một mới đến ngày hôm nay. Thần chưa bao giờ là người có tài thực sự. Năm xưa lần đầu độc lập chỉ huy, chỉ có hơn 100 người, nhưng cũng bận rộn tối tăm mặt mũi, lo trước quên sau. Như thái tử bây giờ, lần đầu đã chỉ huy 20,000 đại quân, trong đó 10,000 là người mới vừa thu nạp. Thật không thể tưởng tượng. Danh chính nghe xong trầm ngâm, hồi lâu mới ngập ngừng. Nó thực sự xuất sắc như vậy sao? Đúng là quý tử. Quý tử. Tốt. Vậy chúng ta hãy dẫn quân đi nghênh chiến với quân lục quốc. Giờ đã không còn hậu hoạn nữa rồi. Vâng. Tướng quân mau xem, viện binh của chúng ta đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Cuối cùng cũng đến, không đến nữa thì chúng ta chết hết mất.
Khi Thiên Ngưu Vương dẫn quân đi đánh Hạ Nhân, chỉ để lại 4.000 tinh binh chống lại quân Lục Quốc. Những người này chính là số ít người sống sót trong đám tinh binh đó. Bởi vì họ và quân Lục Quốc bắt đầu đánh nhau có đi có lại, có công có thủ. Nhưng khi quân Lục Quốc dò ra thế yếu của họ, liên tập hợp thêm quân lực tấn công toàn lực, họ không chống đỡ nổi, chỉ có thể liên tục rút lui, co cụm trong rừng đánh du kích. Và cuối cùng đội tinh binh duy nhất có thể đọ sức với quân Lục Quốc, phong kia cũng đã chết hết. Chắc đại vương lại nghĩ ra chiến pháp mới. Các người xem những người đến chi viện này đều mặc áo giáp màu xanh lá. Nếu họ ngụy trang thêm cành lá lên người, những quân Lục Quốc dù có trợn mắt đến mù, sợ cũng khó tìm ra. Tướng quân, không đúng. Trên cờ họ đang cầm hình như không phải chữ dự của chúng ta, mà là chữ Hoa Hạ. Chiến sĩ Nam Nhạc dưới quyền Thiên Ngưu Vương đều học một ít chữ Hoa Hạ đơn giản, nên họ ít nhiều đều nhận ra được chữ Hoa Hạ. Nhưng khi quân Lục Quốc giao chiến với họ, trên cờ cũng dùng chữ Hoa Hạ. Mọi người nghĩ đến đây, lập tức cảm thấy không đúng. Chắc là quân Lục Quốc giả dạng. Mau chạy! Đồ ngu, các ngươi chạy cái gì? Quân Lục Quốc có sang biện xanh trên mặt không? Quân Thiên Ngưu nghe giọng nói tiếng Nam Nhạc chính gốc, lại thấy hình sang biện xanh đã phai màu trên mặt những người xung quanh, trái tim đang lo lắng đã thả lỏng không ít. Những người này đều là người Nam Nhạc chính hiệu, không thể giả mạo được. Các ngươi là viện binh mà đại vương mời từ nơi khác đến sao? Sao lại viết chữ của kẻ thù lên cờ? Khoan đã, các ngươi cưỡi ngựa cao lớn chỉ quân Lục Quốc mới có, chẳng lẽ là bọn phản đồ theo Lục Quốc? Chúng ta là quân phản loạn, không phải phản đồ đâu. Đại vương mà ngươi nói đã bị cô lập và tự sát rồi. Chúng ta chính là đại quân mà ông ta muốn dẹp loạn đấy. Chúng ta là quân phản loạn của Thiên Thần Thích Ngưu, đã đánh phá Thiên Ngưu Vương Thành, quét sạch toàn bộ công khanh thế tộc trong triều. Giờ đến để chi viện các ngươi, cùng chống lại quân Lục Quốc. Ta không làm khó các ngươi, tự vứt vũ khí đi, đến gặp Thiên Thần, nói rõ tình hình ở đây đi. Quan quân Thiên Ngưu và binh lính phản ứng lại, sau khi nghe hiểu lời nói, nhìn nhau vài lần, bỏ vũ khí xuống. Chúng tôi không phải binh sĩ, không nhất thiết phải nghe lệnh ai, nên theo ai đánh trận cũng được, miễn không đầu hàng quân Lục Quốc là được. Được rồi, Tiểu Ngũ, lục soát xem họ còn giấu vũ khí không, rồi dẫn họ đi gặp Thiên Thần. Rõ. Tội tướng, bài kiến Thái Dương Thần Đế, bài kiến Thiên Thần, giữ chức vụ gì trong quân Thiên Ngưu? Bách nhân trưởng, có biết Thiên Ngưu đã diệt vong không? Biết rồi, có suy nghĩ gì? Nguyện quy phục Thiên Thần, chỉ xin đừng giết. Tốt, có biết quân Lục Quốc ở đâu không? Chỉ biết tiên phong quân Lục Quốc ở phía bắc, nửa ngày đường, có 5.000 quân, tướng lĩnh đứng đầu là người tên Ngụy Báo. Đứng dậy đi, sau này không được quỳ lạy nữa, chắp tay chào là được. Ngày mai dẫn đường cho đại quân, tìm tiên phong quân Lục Quốc gây sự. Tuân lệnh, lui xuống đi. Ái khanh, họ chỉ có 5.000 quân, lại chỉ cách nửa ngày đường, đêm nay đi đánh đêm đi, bệ hạ không thể. Dân chính vốn đang hăng hái phấn khích, nghe câu này liền dừng lại, trầm ngâm một lúc rồi có chút tỉnh ngộ. Quân cũ Lục Quốc đã đánh với người Nam Nhạc một năm, hẳn là đã tìm ra cách đối phó với đột kích của người Nam Nhạc rồi. Đêm nay đi, cũng không chiếm được lợi thế, phải không? Bệ hạ minh giám, đúng là như vậy. Đêm nay nếu đi đột kích, có lẽ sẽ đạt được một số thành quả, nhưng khó thắng lớn, ngược lại sẽ sớm bộc lộ viện quân của chúng ta, lãng phí yếu tố bất ngờ khi xuất trận. Vậy theo ý ái khanh, xuất trận nên đánh thế nào? Hiện giờ người Nam Nhạc đều sợ quân Lục Quốc, thậm chí đã đến mức chỉ cần nghe 4 chữ quân Lục Quốc, trẻ con khóc đêm cũng lập tức im bặt. Nên theo ý thần, nên chọn một địa hình đồi núi rừng rậm phức tạp, dựa vào ưu thế của trận uyên ương, đường đường chính chính cho họ đại thắng, mới có thể xua tan nỗi sợ trong lòng tướng sĩ Nam Nhạc, xây dựng niềm tin tất thắng của quân mạnh. Như vậy khi đánh với chủ lực Lục Quốc sau này sẽ có thêm vài phần thắng. Ai khanh định tiếp tục để chiến sĩ Nam Nhạc lên trận sao? Đúng vậy. Tuy cách làm này của Ái Khanh có thể bảo toàn lực lượng quân Tần thực sự, nhưng cứ để chiến sĩ Nam Nhạc chết chóc với quân Lục Quốc có vẻ hơi bất nhân. Thần không có ý thiên vị bên nào, cũng không có ý thiên vị bảo vệ ai. Người Nam Nhạc quy phục đại tần ta chính là thần dân đại tần, thần đối xử công bằng, bệ hạ cũng nên đối xử công bằng, không khắc nghiệt cũng không ưu đãi, như vậy mới là cách trị nước lâu dài. Đạo lý này chẳng biết rõ, chỉ là Ái Khanh trước đây từng nói quân Tần giúp người Nam Nhạc chống lại quân Lục Quốc, khiến người Nam Nhạc phụ thuộc vào đại tần ta, sao giờ lại đổi ý? Hạ Ái Khanh, sau khi gặp quân Lục Quốc, chúng ta sẽ phải giao chiến với Hạng Vũ. Ngươi nhất định phải chuẩn bị kỹ. Bệ hạ yên tâm, thần đã làm rõ rồi. Tốt. Hãy like đi các bạn yêu. Hạ Ái Khanh trước đây nói để quân Tần giúp người Nam Nhạc chống lại quân Lục Quốc, khiến người Nam Nhạc phụ thuộc vào đại tần ta, sao giờ lại đổi ý? Giúp thì chắc chắn phải giúp, nhưng nếu không phải bất đắc dĩ, quân Tần không thể tham chiến. Khi buổi chiến giơ cao mới là lúc có sức gian đe nhất. Sức gian đe này không chỉ nhắm vào quân Lục Quốc, mà còn nhắm vào người Nam Nhạc mới quy phục. Nếu chiến sĩ Nam Nhạc có thể dựa vào sức mình đánh bại 3 vạn quân Lục Quốc,
sẽ tăng mạnh sự tự tin của họ. Ngược lại, khi thực sự bất đắc dĩ, quân Tần xuất hiện với tư thế cứu thế. Một trận đánh bại kẻ địch trước mặt, khi cả hai bên đều phục. Hay, rất hay. Nếu Ái Khanh luôn chịu dụng tâm hiến diệu kế như vậy, chẳng không biết sẽ đỡ được bao nhiêu tâm tư. Chúng ta không phải đang bàn chuyện người Nam Nhạc sao? Sao lại dễ sang chuyện này? Và lại nếu thần thật sự quản hết mọi việc quốc chính, ngài có đồng ý không? Biết đâu đấy, ngài không phải tiểu nhân, cũng không phải phụ nữ, đừng gần thì vô lễ, xa thì oán hận. Bình thường để thần lời một chút cũng không có gì không tốt. Ngươi cái đồ lò cá chạy nhanh thật. Hôm sau, hai nhân dẫn mọi người đi khảo sát địa hình. Sau khi chọn được khu rừng núi thích hợp tác chiến, liền cho mọi người bày trận, phái một tiểu đội quân đi dự tiên phong quân lục quốc đến trước. Người Nam Nhạc giỏi đánh du kích trong rừng núi, không giỏi đối đầu, đánh trận. Vì chỉ cần là đánh trận, người Nam Nhạc ắt thua. Vì vậy hai nhân muốn xóa bỏ nỗi sợ trong lòng tướng sĩ Nam Nhạc, xây dựng niềm tin tất thắng của quân mạnh, phải để họ thắng địch trên lĩnh vực không sở trường. Quân hầu, phía trước có khoảng 6-7 nghìn quân Nam Nhạc chuẩn bị trận đánh chúng ta trên đường phải qua. Có vẻ như muốn đánh trận với chúng ta. Hôm nay họ uống nhầm thuốc rồi, dám đánh trận với chúng ta. Anh em, tăng tốc tiến lên. Chúng ta đi cho họ một đòn chí mạng, cho bọn tiểu tốt Nam Nhạc xem thực lực của chúng ta. Hạ Thiên Thần, họ mắc câu rồi. Tốt, các tướng sĩ, quân lục quốc sắp đến rồi. Trận này là quyết đấu giữa các người với họ. Ta sẽ không can thiệp, nhưng các người yên tâm, danh tiếng của họ chỉ đáng sợ trên trời. Thực tế đều là kẻ thua dưới tay bản tôn, chỉ là chó nhà thua trận. Giờ các người tôn thờ Thái Dương Thần Đế, luyện tập chiến pháp trận Uyên Ương mới nhất. Chó nhà thua trận lục quốc chắc chắn không phải đối thủ, chỉ cần đánh chắc thắng chắc. Cho chó nhà thua trận lục quốc xem khí phách của các người. Bản tôn sẽ đích thân dẫn 8.000 quân làm hậu viện chi viện cho các người. Có chút thú vị, họ thật sự dám đánh trận với chúng ta. Có gì đáng cười đâu, khi nào ngươi mới chịu điềm đạm một chút? Huynh trưởng, đây có lẽ là đội quân cuối cùng của nước Phi Ngưu. Trận này chỉ cần diệt được họ, anh em chúng ta có thể thẳng tiến vào Phi Ngưu Vương Thành. Lúc đó, chú cháu họ Hạ sẽ không dám coi thường chúng ta nữa. Ngươi được vệ báo gọi là huynh trưởng, tên là Vệ Cử. Hai anh em đều là công tử nước Vệ trước kia. Vệ Cử là chủ tướng của tiên phong quân lục quốc này, chỉ là vệ báo tính tình phô trương, khiến người Nam Nhạc Phi Ngưu giao chiến với hắn luôn nghĩ hắn mới là đại tướng tiên phong. Hành vi của đám người Nam Nhạc này rất bất thường, không thể đánh trận vội vàng. Để quân đô Nam Nhạc của chúng ta đi thăm dò sức chiến đấu của họ trước. Được, tiểu đội người Nam Nhạc thứ nhất xuất kích. 400-500 nô binh người Nam Nhạc giơ những vũ khí thô sơ nguyên thủy, tạo thành một trận thế không gian hình thù, tiến về phía rừng núi xa xa. Chiến trường mà Hà Nhân cố ý khảo sát chọn lựa này rất khó chịu, địa hình hiểm trở, rừng rậm um tùm. Nô binh người Nam Nhạc vừa đi đã vô thức bị phân tán thành từng tiểu đội 3 người 2 người. Không trách những tên này dám đánh trận với chúng ta, thì ra là chọn một nơi như thế này. Đám nô binh đi trước, đầu tiên hướng một đợt mưa tên. Người phía sau khi phản ứng lại, lập tức bắn tên đáp trả, gào thét xông lên phía trước. Nhưng họ không có áo giáp bảo vệ, tuy càng xông càng gần, thương vong cũng nhanh chóng tăng lên. Khi gần đến trận địa, chân họ đột nhiên truyền đến cơn đau dữ dội. Dưới đất có tre, lùi, mau lùi. Trong tiếng kêu thảm thiết, đám nô binh vừa xông đến trận địa lại dùng hết sức chạy về, hoàn toàn không khai triển được cận chiến. Phế vật, một đám phí lương thực vô dụng. Ngươi dẫn 3.000 quân đánh tan đội quân Phi Ngưu này, ta ở phía sau chi viện bất cứ lúc nào. Được. Vệ báo nhanh chóng điểm 3 đội 1.000 người, lại từ sau trận lấy ra một số linh kiện máy ném đá, lắp ráp thành máy ném đá cỡ nhỏ, tiến về phía quân Thiết Ngưu. Nơi này không bày được đại trận thì không bày nữa, chỉ cần không phải đánh du kích, họ không làm gì được ta. Mọi người dừng lại, chỗ này đủ tầm bắn của máy ném đá rồi, dùng máy ném đá bắn đạn lửa, ném nó trước. Ta còn chưa ra lệnh cho pháo binh mà, từ bao giờ họ hiệu quả thế này? Vệ báo ngẩn người, nhưng lập tức trợn tròn mắt khó tin. Vì hàng chục của cầu sắt đang bốc khói, đang bay về phía hắn với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Hắn đã nhìn lên bầu trời, trong đầu chợt lóe qua vô số ý nghĩ. Người Nam Nhạc cũng có xe ném đá rồi, thọc lén của chúng ta à? Nhưng sao họ bắn chuẩn thế? Chúng ta cũng không có độ chuẩn này. Hơn nữa đây còn là đạn sắt lớn. Đó là sắt đấy. Cả đời ta chưa từng thấy một cân sắt. Mỗi viên của họ phải nặng cả nghìn cân. Sao gì thế này sao? Những thắc mắc của vệ báo chắc phải đợi kiếp sau mới giải đáp được. Bích lịch đạn phiên bản lớn trong trước mắt đã biến nơi này thành địa ngục. Vị tên Ngụy Vương tương lai này trực tiếp cả người lẫn ngựa đều tan xác. Báo đệ. Tướng quân, đó là sấm sét lửa. Đây là tích lịch đạn của Bạo Tần. Sao người Nam Nhạc lại có thần khí của Bạo Tần? Tướng quân, giúp quân thôi. Những người Nam Nhạc Phi Ngưu này quá kỳ lạ. Giúp cái gì mà rút? Các ngươi có thể chạy thoát khỏi người Nam Nhạc truy sát trong rừng núi này sao? Còn dám nói rút? Sẽ như kết cục của tên này. Toàn quân phân tán trận hình, tấn công cho ta. Người xung quanh bị hành động này của hắn làm chấn động, một lúc không phản ứng kịp. Tuy hắn đang điên cuồng giận dữ, nhưng lời nói lại rất lý trí. Lúc này nếu rút, thì 5.000 quân của chúng ta sẽ trở thành con mồi của người Nam Nhạc, hoàn toàn không thể chạy thoát. Đến lúc này, tấn công ngược lại là lựa chọn sáng suốt nhất. Chỉ cần hai quân hỗn chiến, thì tích lịch đạn nổ một vùng kia sẽ không còn đất dụng võ. Giết!
Sao họ có nhiều chiêu thức thế? Họ thật sự không phải quân Tần sao? Trận chiến này chỉ kéo dài một khắc, tiên phong quân Lục Quốc đã thương vong quá nửa. Vậy cử nhìn khói lửa liên miên trên chiến trường, nghe tiếng nổ liên hồi đinh tai nhức óc, cả người đều tê liệt. Và ngay khi hắn đang ngẩn người, người nam nhạc Phiên Ngưu lại chủ động phát động tấn công, đến cả chiến trường thành địa Mục Tu La. Vệ cử thấy cảnh này hoàn toàn tuyệt vọng, từ từ giơ vũ khí trong tay kề vào cổ. Nhưng ngay lúc đó, phía sau hắn đột nhiên vang lên tiếng hét như sấm. Vệ huynh, ta đến giúp người. Vũ tướng quân đến rồi, hạng vũ tướng quân đến rồi. Quân hầu không cần chết nữa, vũ tướng quân đến rồi, chúng ta có hy vọng rồi. Vệ huynh, người dẫn tướng sĩ chặn địch phía trước, lui là chém, còn lại cứ để ta lo. Tiên phong quân Lục Quốc đang tàn ra thấy hạng vũ dẫn quân đến, quân tâm phấn chấn, lại lấy hết can đảm giao chiến với người Nam Nhạc. Hạng vũ thì dẫn quân vừa tránh bích lịch đạn tấn công, vừa xông về cánh trái người Nam Nhạc. Khi đến hắn đã nhìn rõ vị trí người Nam Nhạc, nên nhanh chóng vòng qua phục kích của họ, trực tiếp giao chiến với đại quân. Ái khanh, viện binh Lục Quốc đánh khá mạnh, rõ ràng chỉ có 1.000 người, nhưng có thể trực tiếp đánh cho 2.000 quân cánh trái trang bị bích lịch đạn, phải liên tục rút lui. Trước mắt đã chiếm được tuyến hào, có nên điều quân đi chi viện cánh trái không? Trương Lương lại phải 3 đội quân Thích Ngưu đi thám thính. Báo, bẩm Thái Dương Thần Đế, bẩm Hà Thiên Thần, quân Lục Quốc tấn công cánh trái đã thăm dò rõ, theo nhận dạng của quân bại trận Phiên Ngưu, tướng lĩnh chỉ huy là Hạng Vũ. Là Hạng Vũ khiến trẻ con người Nam Nhạc khóc thét đó sao? Đúng vậy, những ngày gần đây quân bại trận Phiên Ngưu đều đã thua dưới tay quân Hạng Vũ, nên nhận ra đội quân đó, cũng nhận ra Hạng Vũ, không trách cánh trái bị đánh cho liên tục rút lui. Hạng Vũ này, quả nhiên danh bất hư truyền. Danh chính đang nghĩ, thì Hà Nhân đột nhiên cầm vũ khí chạy đi như điên. Hắn ngẩn người, rồi lập tức hiểu Hà Nhân muốn làm gì, lập tức giận dữ hét lên: đồ ngốc, quay lại đây cho ta, bệ hạ để thần đi giết tên hỏa hại kia. Hà Nhân không quay đầu lại, nhanh chóng xuống núi hội quân với thân vệ của mình, lại hét với quân mã ẩn trong rừng rậm: Thiết Ngư quân đội 6.000, đội 7.000, đội 8.000, nhanh theo bản tồn xuất trận. Rõ. Lại là cái trò này, lại là cái trò này, tức chết cả mức. Ngươi còn đứng ngay ra làm gì? Lập tức dẫn cận vệ đi bảo vệ Hà Khanh. Nếu bảo vệ không tốt, chấm sẽ trị tội như chủ tướng, cả đội đều bị chém. Nhưng bệ hạ người, mau đi. Vâng. Thiên hạ phân loạn, lấy sát chỉ sát. Tây Sở Bá Vương ở đây, ai dám phạm thượng? Ta lớn từng này, chưa thấy ai kiêu ngạo như vậy. Hôm nay ngươi đã thấy rồi đó, thì ra ngươi chính là Hạng Vũ. Thì ra là ngươi, hà tất đáng chết. Chiến. Tướng bại trận cũng chỉ thế thôi. Thật không hiểu ngu cơ nhìn chúng ngươi ở điểm nào. Ai vừa lên đã khai đại chiêu? Ta vốn còn muốn giao đấu với ngươi một chút, giờ xem ra không cần thiết nữa. Một điểm hàn quang, Ma Cha não hải, Hoành Tảo Thiên Quân. Tên này khó đối phó, rút. Đưa đây, Quán Nhật Trường Hồng. Hôm nay tha cho ngươi một cánh tay, lần sau nhất định chém ngươi. Hãy like đi các bạn ơi. Sau một hồi hỗn loạn, trận này kết thúc với tiên phong quân Lục Quốc vứt bỏ áo giáp, đại bại rút lui. Còn Hà Nhân tuy thắng, nhưng không dám để đối mặt với danh chính. Lần này ta lại không báo trước liều mình mạo hiểm, tự ý rời khỏi danh chính, nên về chắc chắn không có kết cục tốt. Không chừng danh chính giờ đang cầm roi ra, đứng trước cửa đại danh đợi ta. Ta vẫn nên đến y liệu danh thăm binh sĩ bị thương trước, đợi cơn giận của ngày qua rồi ta mới về. Hà Thiên Thần, theo quân pháp quan thống kê và tính toán, tiên phong quân Lục Quốc chạy thoát thành công không đến 1.000 người, dưới trướng Hạng Vũ chạy thoát không đến 100 người. Lần này chúng ta thu hoạch khá lớn, đừng vui mừng quá sớm. Lần này họ chỉ đem 6.000 quân, mà chúng ta ngoài 6.000 quân còn có một lượng lớn bích lịch đạn và viện binh trợ chiến, mới chỉ vừa đủ đánh lui họ, còn kém xa lắm. Dù đánh thế nào, thắng là thắng rồi. Tiên phong quân tinh nhuệ của Lục Quốc bị chúng ta với quân số gần ngang nhau đánh cho gần như toàn quân bị diệt là sự thật không thể chối cãi. Còn nữa, Hạng Vũ tướng quân khiến Nam Nhạc các nước nghe tiếng mất mật, suy chết trước mặt chúng ta cũng là sự thật. Thành tích này đủ để mọi người tự hào rồi. Lát nữa các người tự mở hội nghị tổng kết hậu chiến, tổng kết được mất ưu điểm của trận này, tiếp tục phát huy ưu điểm, nhanh chóng cải tiến. Không chỉ các tướng lĩnh quan quân phải tổng kết, binh sĩ cũng phải tự tổng kết. Chỉ cần tổng kết được điều gì, phát huy hoặc sửa đổi, lần sau đánh với quân Lục Quốc có thể lập nhiều công hơn, giảm thương vong,
Rõ. Hai nhân dặn dò một hồi, rồi lại đi thăm thương binh. Thần Kiên nhận trò chuyện với thương binh, hỏi họ bị thương thế nào trong chiến đấu, chiến công cuối cùng có đủ phong tước không, hỏi họ tối nay muốn ăn gì, gọi là yêu binh như con, cũng chỉ đến thế. Thậm chí nói đến cuối, thương binh đều hơi ngượng. Thiên thần rảnh vậy sao? Cả bữa tối ăn gì cũng lo. Hạ tướng, đừng nghĩ nữa đi, liệu danh có ngũ đẳng y quan hộ sĩ, lại có các tiên giáo quan cơ sở luôn quan tâm, ngài đừng loanh quanh ở đây nữa. Này ngươi nói gì vậy? Ta là chủ tướng một quân, thể tất sĩ tốt thế nào cũng không quá. Thể tất sĩ tốt, đúng là không quá. Nhưng bệ hạ, đã sai người đến tìm mấy lần rồi? Hạ tướng định trốn đến khi nào? Ta tự có chủ ý, không khiến ngươi lo lắng. Hai nhân nói xong liền chạy khỏi đây. Đến tối đang ăn cơm với bệnh nhân, vị thống lĩnh cận vệ của danh chính bắt tại trận. Phản đồ, ngươi dám tiết lộ hành tung của chủ tướng? Là bệ hạ phân phó. Hơn nữa thái tử điện hạ cũng sắp đến, ngài đừng trốn nữa. Gì, phụ tô đến à? Đi 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 mau dẫn đường. Hai nhân nghe phụ tô dẫn quân đến, cũng không dây dưa nữa, vội vàng đi gặp danh chính. Vì phụ tô dẫn quân đến sớm hơn dự kiến một ngày, và sớm một ngày này có thể khiến cục diện chiến trường thay đổi hoàn toàn. Phụ hoàng, sao người lại đích thân ra đón? Nhi thần bất an, phiền bệ hạ đón tiếp. Chúng thần bất an. Danh chính vẫy vẫy roi trong tay ra hiệu cho họ miễn lễ, rồi không khí trở nên ngượng ngùng. Vì tuy danh chính đến đón họ, nhưng trên mặt lại đầy giận dữ, như sắp nổ tung vậy. Đây là tình huống gì? Không phải nói bên bệ hạ vừa đại thắng sao? Đánh thắng không phải nên vui sao? Sao bệ hạ lại trông như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy? Không biết, không phải là vì thái tử độc lĩnh một quân, khiến bệ hạ này sinh nghi kỵ chứ? Phụ hoàng, có chuyện gì không vui sao? Có. Bệ hạ thật sự này sinh nghi kỵ sao? Nhưng những ngày qua thái tử điện hạ, ngoài việc thu phục thành trì theo quy trình, có làm gì quá đáng đâu? Đúng vậy, chúng thần đều tuân theo lệnh người, luôn theo dõi thái tử điện hạ. Dám hỏi phụ hoàng, con có làm sai điều gì không? Không liên quan đến ngươi. Phong Kiệt, Lý Tư, Chu Thanh Thần, Triệu Cao, lần trước các ngươi theo tên ngốc đó ra trận, đã quản thúc hắn thế nào? Năm người cùng sững sờ, đầu óc hơi không theo kịp. Và khi họ hiểu ra tên ngốc trong miệng danh chính là ai, càng không biết nói gì. À là hạ tướng. Vậy thì không lạ, ngươi có thể khiến bệ hạ mất bình tĩnh thế cũng chỉ có hắn. Bệ hạ, có phải hạ tướng lại không biết giữ mình? Ngươi có từng thấy nghĩa quân chủ tướng xông pha trận mà không? Lý Tư nghe xong trước theo phản xạ gật đầu, rồi vội vàng lắc đầu. Trước chủ tướng là nắm toàn cục, chỉ huy điều động. Nếu chủ tướng xông pha trận mạc, ắt là chiến sự căng thẳng, thời khắc nguy cấp, không thắng sẽ bại. Nhưng lúc đó đã là thế tất thắng. Hắn chỉ vì biết được người có thể khiến trẻ con khóc thét là Hạng Vũ cũng ở trong địch quân, liền xông ra tiền tuyến quyết đầu với Hạng Vũ. Chấm gọi cũng không nghe, thật tức chết người. Chúng ta đến lâu vậy mà chưa thấy hạ tướng. Không phải đánh thắng, nhưng bắt luôn chủ tướng chứ? Không thể nào, hạ nhân là đệ nhất dũng sĩ hoa hạ mà. Nghĩ gì vậy? Nếu hạ ái khanh có chuyện, chấm còn đứng đây nói chuyện với các ngươi sao? Còn về Hạng Vũ, bị hạ khanh chặt đứt một tay, gần như thành phế nhân rồi. Thì ra là hạ tướng lại lập công, thần tượng của ta quả là giỏi. Đầu với tướng mà chiến thắng, hạ tướng thật anh hùng. Hạ tướng đánh trọng thương Hạng Vũ, chỗ dựa lớn nhất của lục quốc cứu tộc sư, nguyên khí đại thương, thật có lợi cho chúng ta. Họ không ngừng ca ngợi hạ nhân, danh chính càng nghe mặt càng đen. Đó là trọng điểm sao? Chấm hỏi các ngươi, cách quản thúc tên ngốc đó, để hắn không còn làm chuyện mạo hiểm nữa. Các ngươi thì sao? Trực tiếp khen ngợi, muốn khuyến khích hắn sau này càng mạo hiểm à? Cái đó, bệ hạ, muốn quản thúc hạ tướng thực ra rất đơn giản, dùng cách một khóc hay nhào ba thất cổ. Hắn định làm chuyện mạo hiểm thì ôm chân hắn không buông. Ngươi đường đường là phụ sĩ phụ tá, nói năng có chút chuẩn mực được không? Ý kiến gì cũng dám đưa ra. Danh chính nhìn Chu Thanh Thần không nói nên lời, nhưng khi khóe mắt liếc thấy Phù Tô, Phùng Kiệt và những người khác lại sững người, vì họ nghe lời Chu Thanh Thần lại liên tục gật đầu, vẻ mặt như chỉ có thể làm vậy. Các người đã dùng cách này chưa? Nhưng Chu phụ tá đã dùng, cảnh tượng đó rất chói mắt, nhưng cũng khá có tác động. Ta thường ngày cũng được coi là quân trưởng đáng kính. Thái tử điện hạ, trước mặt nhiều người thế này nói chuyện ta ôm chân hạ nhân không buông, thật mất mặt, thật mất mặt. Ngươi thật sự đã làm vậy à, ái khanh? Cách của ngươi quả thật hiệu quả. Chu Thanh Thần nghe hai chữ ái khanh, lập tức cảm thấy xương cốt nhẹ đi hai lạng, bởi vì trong lòng danh chính, khanh và ái khanh có khoảng cách một trời một vực. Hắn cũng không thể xấu hổ nữa, nghiêm túc đáp, thật sự rất hữu dụng. Hạ tướng lúc đó liền không còn tức giận, còn giữ lễ hậu bối, khách khí đỡ thần đứng dậy. Vậy từ nay việc quản thúc hạ khanh giao cho ái khanh. Làm hoàng đế có điểm tốt này, việc mình không thể làm mất mặt, có người giúp làm. Đây là nhắm vào mặt già của ta đây, nhưng được bệ hạ gọi ái khanh, đáng lắm. Thân hiểu rồi, thân không cần mặt mũi này nữa, nhất định không làm bệ hạ thất vọng. Tên ngốc, cuối cùng cũng chịu lộ mặt. Các người không biết đâu, thân có lẽ cũng biết hành vi của mình mạo hiểm. Sau trận chiến, cứ luôn tránh mặt chẳng, thật khiến người ta bực mình.
Ha ha, không ngờ Hà Tướng cũng có mặt này. Chẳng phải giống như trẻ con làm sai, không dám về nhà gặp phụ huynh sao? Các quan nghe danh chính than phiền, rất là buồn cười. Còn Phù Tô ở bên cạnh chợt nghĩ, cách tránh mặt của Hà Tướng này đúng là cách tốt nhất để đối phó với tính nóng của Phụ Hoàng. Nếu ta học được chiêu này, sau này chắc chắn bị đánh ít đi. Phụ Hoàng cũng không cần quá khắt khe với Hà Tướng. Theo Nhi Thần thấy, Hà Tướng không bằng đến an nguy bản thân, tự mình quyết đấu với Hạng Vũ trước trận, thực ra là do tấm lòng trung thành. Giờ Hạng Vũ đã bị phế, nhưng nhờ được nhanh đọc của Lục Quốc Cứu Tộc, quét sạch một trở ngại lớn cho việc sau này, thật sự là công lớn, nên thường không nên phạt. Nếu không nhờ đến công của hắn, chấm đã cho quân Pháp quan, cho hắn lên hướng Đông Nam quốc gia rồi. Ngươi thật sự nghĩ chấm già rồi, đầu óc mê muội sao? Tham kiến bệ hạ, thái tử điện hạ, các quan, các người đến nhanh thế, thật vất vả rồi. Hà Tướng nói gì vậy? Việc phận sự đương nhiên phải thế. Phù Tô miệng nói nhẹ nhàng, nhưng thực ra để gấp rút đến đây, hắn đã tốn nhiều tâm sức. Các cấp tuyên giáo quan kể chuyện, dẫn đầu hát quân ca chỉ là chuyện nhỏ. Cách luyện binh của hà nhân hắn cũng áp dụng vào hành quân. Các đội nhìn người thi đua nhau, xem đội nào đi nhanh mà không có người rớt lại, cả đội được ăn thịt. Ngược lại, quân quan bị phạt ăn roi, binh sĩ được ăn gạo thô. Thậm chí trong đêm trăng sao sáng, chỉ cần đêm còn có thể hành quân, hắn không dựng trại, chỉ cho binh sĩ ăn uống no đủ rồi tiếp tục đi đêm. Muốn là biện pháp như vậy, mời đến sớm được một ngày. Các người đến rồi, nhiều việc sẽ đơn giản hơn. 8.000 quân của ngươi cộng với quân trong tay ta vừa đủ 25.000 người, ngang bằng với quân số Lục Quốc. Đêm nay mọi người nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai toàn quân xuất phát, thừa thắng tìm chút phiền phức với chủ lực Lục Quốc. Toàn theo lệnh đại tướng quân. Thật sự phải rời đi sao? Thật sự kết thúc rồi sao? Phải, ta không có cơm ăn nữa, không còn sức để duy trì cốt truyện của ngươi trong thế giới này nữa. Đi thôi. Không, ta không muốn. Ta chưa giúp Tổ Long hoàn thành đại nghiệp thống nhất, ta không thể đi. Buông ta ra. Bệ hạ, bệ hạ. Ngươi là ai? Ngươi muốn đem Hạ Ái Khanh của trẫm đi đâu? Hắn vốn là nhân vật ta ép vào thế giới này, đã thay đổi vận mệnh của các ngươi. Giờ ta đem hắn đi, sau này mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo. Hắn chưa từng đến đây. Ta không quan tâm ngươi là ai, ta cũng không quan tâm Hà Nhân có phải người thế giới này không. Đã đến rồi, đã bèn dễ ở chỗ ta rồi. Ngươi không có quyền đem hắn đi. Hà Nhân, đi. Hắn không có tiền nuôi ngươi. Chấm có, chấm nuôi ngươi. Hắn không cho được, chấm cho ngươi. Được. Ngươi nghĩ kỹ đi, nếu ngươi ở lại đây, sau này sẽ không còn hào quang nhân vật chính nữa. Lần sau gặp đối thủ mạnh, rất có thể sẽ chết. Hiểu rồi, đây là con đường ta tự chọn. Dù phải quỳ, ta cũng sẽ đi hết nó. Bệ hạ, chúng ta đi thôi. Hãy like đi các bạn ơi. Hà Nhân, sao chuyện vừa rồi? Chấm đã hiểu ra, chúng ta đừng dây dưa nữa, trực tiếp phái quân Tần đánh bại họ đi. Tốt, toàn quân xuất kích. Hà Nhân dẫn quân tiến gần đại bản danh Lục Quốc Cứu Tộc. Còn bên Lục Quốc chưa biết nguy hiểm đã đến, họ chỉ đều đã nhìn Hạng Vũ bị thương, lòng lạnh buốt. Vũ Nhi, sao lại thế này? Ai đã làm chuyện này? Là Hà Nhân, vị đệ nhất dũng sĩ Hoa Hạ đó. Hà Nhân, cái gì? Sao hắn lại đến Nam Nhạc? Chúng ta mau chạy đi, với sức chúng ta bây giờ không thể đấu với tên sát thần đó. Đúng, chúng ta mau chạy. Câu sở ti ba hộ của Nam Cung sở, vong Tần tất sở, có lẽ nên đổi thành Tần ti một người, vong Hạng tất Tần rồi. Thôi nào Lương huynh, Hạng Vũ chỉ bị thương thôi, không phải chết, vẫn còn cứu được, mau tìm y quan xem thương thế. Đúng, người đâu, mau khiến Vũ Nhi đến chỗ vắng, mời y quan đến cứu chữa. Rõ. Thôi Lương huynh, đừng nhìn nữa, việc cấp bách là chúng ta phải sắp xếp đối phó thế nào. Địch quân đại thắng, họ chắc chắn sẽ thừa thắng xông lên. Tô đại tướng quân, nửa ngày đường phía nam, phát hiện đại quân người Nam Nhạc đang tiến về phía ta. Đúng là nói Tào Tháo, Tào Tháo đến. Địch có bao nhiêu quân? Tiên phong quân 6-7.000, trung quân hơn vạn, còn có một bộ phận hậu quân, kỵ binh do thám địch che chắn nghiêm mật, thần không thể thám thính chi tiết. Nhưng ước tính tổng binh lực khoảng 2-3 vạn, và toàn là khiêm trang. Cái gì? Khi chúng ta vừa từ chiến trường về, người Nam Nhạc đối diện cộng với viện binh cũng chỉ 1 vạn, sao đột nhiên lại có thêm 2 vạn? Bạo Tần, chắc chắn là đại quân của Bạo Tần đến rồi. Phạm huynh, rút quân thôi, không kịp nữa, các ngươi xem. Lục Quốc Cứu Tộc luôn là mối lo trong lòng chấm, từ nay không còn nữa. Bệ hạ, được. Cuộc chiến Nam Nhạc kéo dài 2.5 năm, cuối cùng kết thúc với thất bại của cựu tộc Lục Quốc. Hạng Vũ bị tiếng nổ ầm ầm đánh thức, biết tin Hạng Lương và những người khác đã chết, nhìn đau thương vạn phần dẫn tộc nhân chạy ra hải ngoại. Năm tộc còn lại toàn diệt. Hà Nhân sắp xếp xong việc hậu kỳ ở Nam Nhạc, liền cùng Danh Chính trở về Đại Tần, sống cuộc sống sung sướng. Danh Chính thấy viên mãn, Ngô Cơ và Lữ Trĩ ba người đều quyến luyến Hà Nhân, liền ban tất cả cho Hà Nhân. Đã thấy người sống tốt ở đây, ta cũng không ép nữa.
hẹn gặp lại. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe giáp vào cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.